Trước nhu cầu của thị trường và nhu cầu đa dạng mô hình, sản phẩm nông nghiệp cho tỉnh nhà, năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận mô hình phát triển nấm mối đen do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao. Đối với cái nấm mối đen thì cần phải cái quy trình nó nghiêm ngặt hơn, và các cái điều kiện như là nhà trồng phải đảm bảo và các cái thông số kỹ thuật và ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ nữa, để cho mình tạo điều kiện để cho cái nấm này nó phát triển và nó ra quả thớt. Với nấm mối đen, từ khi sản xuất bịch phôi đến khi thu hoạch cần khoảng 4 tháng, thời gian cho thu hoạch trong 2 tháng. Hiện giá thu mua nấm mối đen từ 150.000 đến 200.000 đồng một kg. Chẳng những chuyển cho doanh nghiệp là họ đỡ coi như là cùng phối hợp với nông dân, họ xây dựng cái chuỗi giá trị gia tăng, nông dân trồng, rồi có cái nơi bao tiêu sản phẩm, các hộ nông dân và hợp tác xã mà coi như là muốn phát triển một thì coi như là chúng tôi cũng đang chuẩn bị coi như đầy đủ giống để cung cấp cho coi như là nông dân và các hợp tác xã. Việc nghiên cứu sản xuất thành công giống nấm mối đen cũng như hoàn thiện quy trình trồng giống nấm này sẽ giúp ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên có thêm loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.